Dạ, theo thứ tự tên thật của em là Xenia. Băng Khuê là tên thiệt của em hay là nghệ danh? Dạ, tên thật của em luôn ạ. Tên đẹp quá vậy. Dạ. Cái tên cho nên nó vận vô con người. Đẹp quá trời. Dạ. Cảm ơn chị ạ. Quý vị thấy đó, Dương Thế Vinh mê gái đẹp, bỏ một mình Việt Hương. Dạ. Ủa? Em chưa giới thiệu chương trình giờ nhất mà. À, quên trời. Vô đây. Mê gái. Dạ, cái này là em chụp ở Bình Thuận anh. À, em đang nhắm ba con vịt đó, chuẩn bị lên nồi hay sao? Dạ, anh Vinh, cái tuổi này giờ anh Vinh chưa ăn. Nghĩ sao ta đang ngắm mưa, Vinh nghĩ ba chỉ. Đây, vịt quay, Vinh em bớt bớt lại nghe Vinh nha. Đây, mấy gái đẹp không? Ở đây, mà tao không ở đây là cái vớt em đó. Dạ, bên của ông kia, ông hát hay lắm à. Đẹp trai. Nhưng mà em nghĩ nhảy giỏi, nhảy cái gì con bỏ nhà cái nhảy. Búp bi. Búp bi. À. Rồi, nhạc. Em nội có gì không nội? Nãy nhảy ra là. Ồ, say gối luôn. Say gối luôn. Say gối luôn. Đào gối luôn. Đào. Không phải có duyên đó ta. Muốn dứt độc là phải vừa hát vừa nhảy. Bây giờ hát được cái này dứt nọc. Hát nhạc Sơn Tùng được không? Ủa, thấy cực quyền hát nhạc Sơn Tùng. Hát nhạc Sơn Tùng được không? Hát nhạc đang trường được. Đang trường được. Đang trường. Hát. Lòng anh chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu mong chờ. Có duyên không biết không? Nhưng mà hứa với chị đừng có đi nhảy. Nhảy cũng đừng có đi hát. Để yên có hát cho quê nghe, nhảy cho quê coi coi, cứu võ cho quê coi. Đừng có làm cái điều đó bắn vé nha. Cái mỏ hát kỳ lắm. Cái mỏ hát kỳ lắm. Tần số tình yêu mùa 2 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.